Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em nhá. Hôm nay tiếp tục em lại làm một cái video đang đi lái xe ô tô đây. Hiện tại thì hôm nay đi vào cái ngõ rất nhỏ và đường rất là hẹp luôn. Bây giờ mình sẽ phải đứng gọn vào đây để cho bác ấy đi. Cho bác này, bác ấy đi qua cho mình tiến lên kia và lùi vào phía trong này các bác nhá. Thì cái chỗ này thì nó rất là hẹp, nó gần như là vừa zin luôn á. Nên là nhiều khi đi lại là hết sức là phải cẩn thận. Đó, bên kia thì mắc cây này. Mắc cây rồi thì mắc đấy các kiểu luôn đấy. Một bên thì nhà, một bên thì cây. Đấy, đằng sau cũng có cây. Sau này có cái cây đấy gần như là vừa zin luôn. Ôi giời, mặc cái gương rồi. Mắc mẹ gương kia. Vỡ rồi. Tính ra chỉ sau các bạn. Đây, em Hạnh thì em mới đang làm ở đằng phía đằng sau này nhá. Dồn về đi. Em sẽ xúc hết những cái chỗ này, bắt đầu là múc lên xe. Và mình sẽ đi ra đây để mình khắc phục lại xem cái gương này nó có ổn không. Cái gương này vỡ mất rồi. Đây này, nó đánh trúng ở cái góc này này. Đấy, lúc nãy là mình tránh cái cây này bởi vì cái bánh kia của mình nó sát đến đây rồi. Mình để hơi ăn vào nữa. Lõm rồi anh em ạ. Hỏng thật rồi. Ui, thủng cái lỗ này này. Nó trôi vào cái góc này kìa. Đấy, mấy tí còn nhìn được không? Gần như là sát đây, hai bên gần như sát. Còn cái gương với cái cây này, nó mắc cái cây này nữa. À, vẫn thấy anh em ạ. Vẫn thấy một tí. Người với cái gương rồi. Vẫn thấy một tí nha. À, bây giờ mình sẽ đi vào phía trong này. Đây có cái dầm sắt vụn. Vào phía trong này quay cho anh em xem này. Đây là con Command 50 của em Hạnh nhé. Hả? À? Xe nữa. Ờ để tí anh bảo anh Sơn bảo cái ông ở ngoài kia. Vỡ mẹ bên gương rồi. Vỡ mẹ bên gương rồi. Nó ăn vào cái bờ tường rồi kìa. Chỗ này nó hẹp quá mình không để ý. Cái gì vậy? Nổ à, thấy có khói lên mà. Đó. Cái nền này hạ xuống so với cái mặt này là hơn 20 phân này. 20 phân so với mặt nền ở dưới. Đó. Xong rồi đào một cái bể phốt ở đây nữa. Còn bỏ cái đất mùn này thì mình sẽ mang đi trước. Xong bắt đầu đến cái đất đất xỉ bê tông thì mình sẽ mang sau. Trời này nó ướt, nó mưa, nó ẩm đấy các bác. Lúc nãy nó tí rơi rồi. May là nó không rơi hẳn.
chỗ nó ít ít như thế này thì mốc nó cũng không được vụt xuống nhiều đâu bác. Đây là cái mùn cưa các bạn. Mùn cưa này người ta lúc trước ở đây nó là vườn rau, người ta làm một cái chỗ này để làm vườn rau ấy, cho nên là cái lượng đất ở trên mặt nền bê tông này nó rất là nhiều, chắc phải ngày trước người ta phải làm mấy xe đất vào đây. Thì cào cái này đi thì ở dưới là bê tông mà đất nó cao hơn khoảng 15 phân. Bây giờ cũng đã lắp một cái két phụ ở kia anh em nhé, lắp két phụ để cho nó thông thoáng cái két. Máy của mình hiện tại bây giờ nó không thể làm mát được nữa. Đấy, bây giờ lắp thêm cái két này thì nó giảm nhiệt độ xuống, bây giờ nó còn khoảng 78 độ này. Như con máy của mình thì nếu mà bật quạt liên tục trời mát mẻ như này thì nó chỉ rơi vào khoảng 60 đến 70 độ thôi, bởi vì cái quạt của mình công suất của nó rất là lớn, còn cái quạt ở cái này thì nó bé hơn, công suất nó nhỏ hơn. Đó, nền bê tông thôi anh ạ. Công suất lớn thì nó tản nhiệt nó nhanh hơn. Cái két này nó là két mới anh em nhá, két mới cho nên là nó cái gọi là thông, cái độ thông thoáng với cái ấy của nó còn mới ấy, nó chưa bị bí, chưa bị tắc ấy, cho nên là nó vẫn còn ngon. Còn như cái két cũ của mình thì nó là két cũ thì mới chỉ thông ở trong, nó còn vệ sinh ở ngoài thì cũng chưa vệ sinh ở ngoài, nó hơi mắc một chút, thì lúc nào rảnh rỗi thì mình sẽ cho xà phòng rồi cho thuốc tẩy và mình tẩy đi để cho nó sạch sẽ. Cái khu này thì nó là khu nhà trọ. Hiện tại bây giờ cái tầng này, cái ô ở này nó bé quá, người ta muốn là người ta bóc đi, người ta đập bớt cái một cái bức vách kia đi để cho nó to ra, nó rơi vào khoảng độ khoảng hơn 30 m2, một chiều 6, một chiều 5 thì 5 6 30 mà. Nhưng mà đây hiện tại một chiều này có 3 thôi, dài 4 3 4 12, nó khoảng 12 m2 thôi. Còn ngày bây giờ người ta muốn phơi nới ra đấy, xong bắt đầu người ta đào một cái bể phốt ở chỗ này nữa, 6 7 khối là 9 khối đó, chắc 6 7 khối đó, bởi vì là nó cũng chẳng bao giờ nó đầy nền đấy. Ủa, cái nền nó cứ kêu cốt. Đây này, cái phòng này thì nó là cái phòng cũ ngày trước này, có cả giấy dán này. Nhưng mà cái này thì bác chủ nhà bác ấy bảo là lúc trước thì chủ yếu là học sinh ở nhiều thôi, nhưng mà bây giờ thì học sinh, người ta không có học sinh ở đây nữa thì người ta không có thuê nữa, chủ yếu là những cái người là như kiểu là gia đình người ta đi xuống đây, người ta ở để người ta làm việc luôn ở đây, có cả con cái luôn. Xe của mình nó sắp đầy rồi đấy để mình nhà đậy bạt rồi mình đi tiếp. Cái này đi ra đường mà phải đậy bạt anh em nhé. Oh.
đoạn này ra thì nó cũng hơi hẹp một chút, nhưng mà may là nó có cái đoạn kia nó cũng rộng, mình đi lại nó cũng dễ. Nó tì vào cái cài phụ. Hôm nay mình ăn sát vào đấy tránh cái gốc cây này. Ăn nó là sát quá. Thường ngày bây giờ không nhìn thấy nữa rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi sang cái bên này nhá. Chỉnh lại cái gương này nhỉ. Chỉnh lại cái gương này không nhìn thấy được. Quá. Gương nó còn bị vỡ nữa chứ. Nó không mắc vào cái kia thì không nhìn thấy. Phụ ra đi. Ok, khi mà ra đến đầu đổ thì mình sẽ lại tiếp tục quay cho anh em nhá. Thì cái gương của mình nó vỡ để chả xem được. Ok anh em nhá. Đó, thì bây giờ mình đã đi ra đến cái đầu đổ của cái bãi đổ đây. Thì bây giờ mình sẽ quay cái quá trình mình đổ cho anh em xem nhá. Chỗ này nó là một cái bãi đổ dạng như kiểu là đó, ở những cái hùm ấy đó, mình sẽ đổ xa ra cái chỗ góc kia. Ok, để đã, cái xe của mình nó hơi yếu một chút cho nên là mình sẽ cắm phụ vào. Sau của mình đây nó là một cái nhánh sông anh em ạ. Đó, đã hết luôn. Đây nhá. À, cái bên này xuống này. Mình sẽ đi nhá. Vâng. Ra rồi, lấy cho thấy rồi. Nhưng mà ngõ bao nhiêu nhỉ? Ngõ chỗ đấy tính từ cái chợ Trường Tiến lùi lại ngõ thứ hai, nó ở ngõ thứ hai. Ở bên tây anh đi ở ngoài chỗ cơ động vào thì nó ở bên tây trái này. Không, tức là cái khu mà nó có cái mấy cái ruộng mà ở cạnh đi qua cơ động đấy, cái khu ruộng đấy nó đối diện nào, nó bên tay trái, bên trái đối diện cái lùi cái cổng đi lên cái ngõ thứ hai ấy, từ tính từ chợ Trường Tiến ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi về để mình lấy đất tiếp nhé anh em nhá. Ok, video này mình cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Ok, chào mọi người.